bà nào ở đây thích cái trò đi gặp gấu bông không? Còn Pani thì rất là thích luôn. Và hôm nay Pani được mẹ cho đi gặp gấu bông này. Khỏi phải nói Pani thích ơi là thích luôn. Phương tiện để chọn lừa đi gặp gấu bông chính là tàu điện ngầm. Và như mọi khi hai mẹ con sẽ xuống tàu điện ngầm và ngồi đợi tàu điện ngầm này. Thì nhà mình tới nơi gặp gấu khoảng tầm 30 phút và Ten Ten đã đến nơi rồi nè. Trước khi mà vào gặp gấu thì ở đây có một cái máy Lucky Bot. Và Pani xin mẹ 1 ca quân, tức là 20 ca Việt Nam đồng để gặp một cái quả như thế này. Này thì cứ cho tiền vào, sau đó bấm nút xanh, nút đỏ hoặc nút vàng, rồi random xem là mình được cái gì. Cuối cùng thì Pani sẽ được một chiếc xe hình như thế này nè. Trông rất là cute. Chiếc xe này thì có thể đẩy lùi là nó sẽ tiến tới. Ten Ten, và đây rồi, đây là khu vực gấp gấu. Khu vực gấp gấu này thì ở trong rất là đẹp luôn, với những cái đèn led đủ màu trông rất là cuốn hút luôn. Và chắc chắn trẻ con sẽ rất là thích điều này. Thế thì có máy sẽ nhận là tiền mặt, có máy sẽ nhận tiền xu, và cũng có máy chỉ dùng thẻ thôi. Tiêm với máy này thì sẽ có 2k won, tức là 40k Việt Nam đồng cho 2 lần gấp. Và ngay lần đầu tiên gấp thì Pani đã gấp được em gấu hồng trông rất là cute. Vào thử thách với cái màn gấp gấu to này nè. Nghe nói là gấp gấu to này thì sẽ rất là khó luôn. Và cứ thử xem là như nào nha. Wow, ôi dồi ôi, lên rồi nhưng mà nó vẫn tuột, tức thế chứ lì. Tiếp tục, thôi đi qua máy gấp nhỏ cho nó dễ mọi người ạ. Bây giờ thì Pani đang ráng để lấy cái con này nè. Không biết là có được không nhưng mà vẫn hy vọng. Nhưng mà mình vẫn tin tưởng là lần này Pani sẽ gấp được con gấu này đây. Wow wow mọi người ơi, trông có vẻ rất là dễ dàng để lấy rồi nè. Cuối cùng thì vẫn được. Và bây giờ là được một em gấu màu vàng nữa. Rất là vui luôn ấy mọi người ơi, đi gấp gấu này cảm giác hồi hộp và rất là sung sướng đấy. Tiếp tục cái em X xanh này nè. Rồi 1, 2, 3 xem là có được không. Wow, được tiếp tục nè. Cuối cùng thì được tới 3 con luôn. Khỏi phải nói Pani nó vui như thế nào. Cứ bảo là mẹ ơi cho con gấp tiếp đi, nhưng mà lần này mình không đem tiền mặt nhiều và không có thẻ nữa. Thế là hai mẹ con chỉ gấp mỗi như thế này và đi về. Mẹ hẹn lần sau cho Pani đi tiếp nè. Chiến thần gấp gấu xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Pani lại xin mẹ đi gấp gấu nè. Và tất nhiên là mẹ cũng muốn đi gấp gấu rồi, bởi vì đi gấp gấu rất là xả stress và rất là vui luôn. Gấp sập tiềm gấp gấu là có thật mọi người ơi. Người ơi, hôm nay mẹ con mình sẽ cần 50.000 gấp sập hai gấu. Hôm nay trời ở hàng thì mưa, thế nên là sẽ cầm ô đi, để mà lỡ có mưa thì con có cái để mà đổi nè. Dùng cái ô có sẵn, Pani nhảy những cái điều nhảy thật là vui cho mọi người xem. Sáng đầu tuần nên tàu điện ngầm đông ơi là đông luôn, không có chỗ để đứng là có thật. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá trong cái túi của Pani có gì nè. Em búp bê Lego, rồi em gấu Pooh, một em mèo, sau đó là một em Pikachu, hai chiếc thẻ tàu điện ngầm, một chiếc đồng hồ, một cây viết, một con lắc. Trời ơi, rất là nhiều thứ luôn. Bây giờ thì cho các em ngủ thôi. Thế thì lấy máy của mẹ rồi, từ sướng đến này. Tầm 30 phút thì đã đến quầy gấp gấu. Trời ơi, cái khu gấp gấu này nó đẹp lắm luôn. Và nó có một cái máy mới ra, đó là máy gấp kẹo. Nhưng mà mình sẽ không gấp kẹo, mình chỉ thích gấp gấu thôi mọi người ạ. Thì đi đổi tiền nè. Ở đây thì có một cái máy đổi tiền. Lúc mà đổi tiền thì Pani cũng tranh thủ nhảy cho mọi người xem nè. Trời, nói chung là nhảy đủ mọi lúc mọi nơi, bởi vì bạn ấy rất là yêu nhảy luôn. Đây, mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây là những cái tủ gấu. Hôm nay tủ gấu đã được update rất là nhiều loài mới luôn. Và đầu tiên thì Pani sẽ gấp cái tủ panda. Ngay đầu tiên thì đã gấp được một em rồi. Cháu ơi, cứ phải gọi là quá sung sướng. Cứ 1k won, tức là 20k Việt Nam đồng thì sẽ gấp được 2 lần. Có nghĩa là một lần chỉ có 10k thôi. Ten Ten, lại thêm một em nữa. Ôi dồi ôi, cứ phải gọi là sung sướng mọi người ạ. Nào để xem là em này có gấp được không. Ôi cháu ơi, nó bị vướng ở cái móc. Nhưng mà không sao, tiếp tục thêm một lần thì lại được thêm một em. Em này rất là xinh luôn. À, Pani rất là vui luôn mọi người ạ. Mình đang loay hoay thì Pani lại gấp được thêm một em mèo. Và bây giờ thì mẹ sẽ ra tay. Mẹ sẽ gấp cho em Pani một con Buggy Buggy. Đây là con đang rất là hot trên TikTok. Nhưng mà cái tên thì đọc hơi khó, không biết là đọc như thế nào cho đúng. Vẫn chưa dừng ở đấy, mẹ tiếp tục gấp thêm một em nữa. Ôi dồi ôi, em bé bút chì xinh. Trời, sao mà nó xinh xỉu như thế này. Trong lúc mà mẹ gấp thì ở đây Pani cũng gấp được một em. Rồi tiếp tục là nhân vật Ruby trong bộ phim Pororo. Mình rất là mê luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi gấp thôi, để xem là mình có gấp được con nào không. Ten Ten, lại thêm một con nữa nè. Trời ơi, tôi nói nó vui xỉu. Tiếp tục xem là Pani có gấp được hay là mẹ sẽ gấp được cái gì không. Ôi, mẹ lại gấp được thêm một em Ruby nữa nè. Sau một hồi thì chiến thần gấp gấu đã gấp được từng này gấu nè. Đang gấp gấu thì Pani mắc vệ sinh quá nên là đưa đi vệ sinh, sau đó lại quay lại gấp tiếp. Ôi giời ơi, lại tiếp tục thêm một em Ruby nữa. Rồi thêm một em này do Pani gấp được. Rồi thêm một em Ruby, lại tiếp tục gấp tiếp nha, để xem là có gấp được không. Wow 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 wow, lại thêm một em Ruby nữa. Trời ơi, ta nói, con này chất liệu hơi bị đẹp, ai mua inbox ngay cho tôi.
Chiến thân gấp gấu xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Pani lại muốn đi gấp gấu. Bảo hết tiền rồi. Thì Pani bảo là con có con heo. Và trong con heo của con vẫn còn rất là nhiều tiền. Ồ vậy thì đi thôi con ơi. Mình sẽ đi gấp gấu mà mình thấy đến theo con lớn đi luôn. Ôi ơi mình đi gấp gấu mà mình chỉ kêu một nắm đuôi đỏ. Mà bây giờ mình nhiều tiền lắm. Theo như Pani nói thì đây là tiền tiết kiệm của mình rất là lâu rồi đấy. Gần một năm đấy. Không biết là có nhiều không. Nhưng mà nhiều hay ít không quan trọng. Quan trọng là có tiền đi gấp gấu là được rồi. Bây giờ thì con gấu đã được bạn ấy xẻ ra để làm gì? Để bạn ấy làm một cái túi xách. Và theo như Pani nói là túi xách xí của mình. Xách xí. Pani nói là đây là cái túi xách sexy của mình. Và cái túi xách này do Pani làm đấy. Sau một hồi thì hai mẹ con đã đến cái tiệm gấp gấu rồi nè. Và như mọi khi cái tiệm gấp gấu này là nơi chúng ta thuộc về nhau. Đến thì có một chiến thần gấp gấu sẵn ở trong quán. Ôi chào bạn ấy liên tục gấp được gấu mọi người ạ. Đấy bạn ấy đem theo một cái túi là mọi người hiểu gấp như thế nào rồi đấy. Pani cũng không thua kém. Gấp luôn được một con Caripala. Con siêu là cute. Nghe bảo con này đang hot trend. Vì thế mà ở cửa hàng gấu nào cũng có con này. Tiếp tục là cho thêm một em vào. Lại thêm một em nữa nè. Trời ơi Tân ơi, sung sướng quá mọi người ạ. Con gấu nó đà lắm mọi người ơi. Lúc mà hai mẹ con đang gấp gấu thì chiến thần gấp gấu là một bạn trẻ của Hàn Quốc tới tặng cho Pani một con gấu siêu là cưng, rất là to luôn. Ôi Pani mừng ơi là mừng luôn. Sau đó Pani nhìn thấy có con gấu xanh, Pani cũng rất là Pani xin tiền mẹ qua để gấp con này nè. Ôi chao, nhưng mà gấp gấu to khó quá, cứ gấp lên là nó lại rớt xuống, tức ơi tức luôn. Thế nên là tiếp tục lại qua cài bừa cái gấu nhỏ này nè. Lại tiếp tục móc cái con heo này ra để lấy tiền. Ôi ôi, ai cũng buồn cười hai mẹ con nhà mình luôn đó. Gấp gấu mà mang theo cả con heo đồng binh thì chỉ có nhà mình thôi chứ còn ai nữa. Tiếp tục bây giờ mè nè, chiến. Úi xùi, lại được ngay một em. Trời ơi, bị cu te luôn. Này là một chú cún, cưng ơi là cưng luôn. Và bây giờ chiến tiếp. Ôi chào ơi, tưởng là được em X, ai ngờ phải hai lần mới được nha. Một lần thì bị mắc và một lần éo. Chúng ta thuộc về nhau. Tiếp tục nào bà con ơi. Lần này có được không nào? Ui, lại thêm một em nữa. Ôi chào ơi, gọi là nữ thần gấp gấu là có thật rồi mọi người ạ. Tiếp tục. Ôi, một lúc hai con nữ thần gấp gấu là đây chứ còn đâu nữa. Thôi, bây giờ là ngoài nữ thần Orion là con nữ thần gấp gấu này nha mọi người. Tiếp tục thêm một con nữa nè. Thôi, phải nói sự sung sướng của tôi luôn các bà ơi. Trời, cứ phải gọi là quá đỉnh, đỉnh, đỉnh. Ui, lần này gấp thêm một lần được một con. Rồi thêm một lần được thêm một con ích. Một lúc mà hai con. Rồi Pani lại gấp thêm một em màu trắng. Tiếp tục là thêm một em màu xanh. Tổng kết của hai mẹ con. Trời ơi, quá trời gấu luôn mọi người ạ. À. Lần này là siêu nhiều luôn ý. Ôi chào ơi, ôm không xuể. Bây giờ đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ôi chào, thôi nặng quá rồi. Đi về thôi con ơi, hết tiền rồi. Nữ hoàng gấp gấu là có thật. Hôm nay mẹ con chúng tớ lại càng quét cửa hàng gấu mọi người ạ. À. Pani và mẹ rất là thích đi gấp gấu. Và hôm nay thì hai mẹ con lại tiếp tục đi gấp gấu. Kết quả sau 3 tiếng gấp gấu thì mẹ con chúng tớ đã gấp rất là nhiều gấu như thế này nè. Mà hôm nay chỉ toàn gấp gấu to thôi, không gấp gấu nhỏ nữa. Bây giờ đổi kiểu rồi đấy. Trước khi đi thì Pani rất là vui luôn, bởi vì là được mẹ cho đi gấp gấu. Lâu mình có công việc để đi qua cái chỗ gấp gấu này thì mình sẽ cho Pani đi cùng. Và phương tiện mà mẹ con mình chọn vẫn là tàu điện ngầm để không bị kẹt đường. Và lại nhanh nữa chứ. Ôi, bây giờ thì đã đến cửa hàng gấu rồi nè. Cửa hàng gấu hôm nay không có ai hết nên hai mẹ con chúng tớ rất là thoải mái ở trong không gian này. Quyết tâm gấp được một con Caripala. Đây là một trong những cái con đang rất là hot luôn mà Panpi của nhà mình là rất là mê. Gấp gấu đầu tiên đã gấp được một cái random với cái chìa khóa có số 21. Sau đó mở ra thì có 3 cái hộp của bé Bucci Sin nè. Trời ơi, ở bên trong là những cái hình em bé Bucci Sin cưng xỉu luôn ấy mọi người ạ. À. Có tất cả là 3 hộp, tức là 6 con. Mỗi một con như thế là sẽ có một kiểu. Chào đến cái nhân vật mà có tráng gương như thế này đẹp dã man, mình thẳng thốt luôn ấy mọi người. Rồi thêm một em nhân vật màu tím nữa nè. Chưa dừng lại ở đó, thêm một em tiếp tục là em tráng gương nhưng lại có thêm mít màu hồng nữa. Ôi chao ơi, trời ơi, làm sao mà có những nhân vật đẹp như thế này nhờ. Mình mà còn nên nữa, bây giờ các mẹ tiếp tục bây giờ đi gấp Caripala nè. Đây là cái con mà tôi nói thật luôn, chị mong ước là gấp được. Và cuối cùng chị Pani đã gấp được em Caripala cho em Pani. Ôi dồi ôi, chiến thần gấp gấu, nữ hoàng gấp gấu. Ta nói đừng gọi là nữ hoàng Orion nữa, mà hãy gọi mẹ con chúng tớ là nữ hoàng gấp gấu. Ôi, đang đứng loay hoay chưa kịp bấm máy quay thì tôi đã gấp được một con vịt. Trời ơi, cứ phải gọi là cứng xỉu luôn. Tôi mừng dã man mọi người ơi. Và tiếp tục bây giờ đi gấp em gấu này nè. Trời, để xem là có gấp được không nha. Tôi hy vọng là tôi sẽ gấp được. Và ten ten, lại gấp được thêm một em nữa. Trời đất ơi, tôi hoang mang quá mọi người ạ. À. Không ngờ là tôi có thể gấp được những em to như thế này. Rồi, Papi lại gấp được một em random.
lúc này là đang rất là hiếu chiến luôn, là cho tiền vào và gắp tiếp được mọi người ạ. À. Và để xem là có gắp được không. Ôi lại tiếp tục thêm một con nữa này. Ôi chao ơi, cái đoạn này là tôi giật mình luôn, tôi không ngờ là tôi có thể gắp được quá nhiều như thế này. Các bà có biết không, vui lắm các bà ơi, đi gắp gấu cảm giác nó sướng kinh khủng luôn. Ôi, lúc này tôi nói với cả Panpi, ôi chao ơi Panpi ơi, sao hôm nay mẹ gắp được nhiều thế mà mẹ mừng dã man luôn con ơi. Chao cuối cùng mẹ con tớ đã gắp được 6 con hay 7 con gì đấy. Chao ơi, mà toàn con to, con đẹp không ạ? À? Liều gấu ở đây không chê được mọi người ạ. À. Đẹp luôn, đảm bảo các bé mà tới đây gắp xong rồi mà cầm con gấu lên là không muốn đi về luôn, bởi vì nó quá là đẹp luôn. Mỹ màng cho ngày hôm nay. Cái con mà tôi thích nhất là Caribala, xong rồi đến con vịt nè. Đây là lúc mà tôi nhảy vì tôi mừng quá các bạn. Rồi cuối cùng tôi phải đi mua một cái túi để mà đựng gấu. Cái túi này cũng không vừa, nhát quá trời nhát, rồi cuối cùng nó mới vừa ấy các bà. Trên đường đi về, Bunny nó nói với cả mẹ là mẹ ơi con thích cái con Caribala này lắm, nhưng mà con sẽ cho em, bởi vì em đi học em không được đi, còn con là được đi nên con sẽ nhường em cái con này. Ôi dồi ôi, làm chị khó lắm đấy. Và Bunny thì thật sự là quá hiểu chuyện luôn, mẹ cảm ơn con gái. Đi trên tàu điện ngầm cũng ôm Caribala nè. Hay ngoài nữ hoàng Orion ra, mọi người nhớ gọi tôi là nữ hoàng gắp gấu đấy. Được ngày thứ 7 khi mà con gái đang đi học bơi thì tôi đi gắp gấu, và tôi càng quét hết tất cả những cái gì có trong cửa hàng gấu là có thật. Rồi các bà xem nè, ở trên tay tôi có bao nhiêu con gấu đây? Rất là nhiều luôn, hơn 20 con các bà. Từ gấu to đến gấu nhỏ, tôi không bỏ trừ con nào. Kể cả có một cái túi xách gấu rất là cute mà Panny đang mang kia. Tới cửa hàng gấu thì các mẹ bỉm đem con tới đây gắp gấu rất là nhiều luôn. Lớn đến bé ai cũng thích gắp gấu. Và cái cửa hàng gấu này thì rất là nhiều những cái con gấu cute xỉu. Này có cả con ếch xanh nè, rồi có thì con vịt Caribala. Ôi dồi ôi, đây là con gấu mà tôi cứ canh me để mà gắp, nhưng mà không phải là dễ. Đầu tiên tôi sẽ khởi động bằng cách gắp gấu nhỏ. Gấu mà móc chìa khóa này bữa này cũng đang rất là trend đấy. Ôi dồi ôi, mới vào cái đá liền 4-5 con ruby. Trời ơi, cứ phải gọi là thần gắp gấu. Tiếp theo em này nè, cái em chân dài này rất là khó để gắp này. 3 lần thì tôi mới trúng có thể gắp được em này đấy. Ôi dồi ôi, trông nó cứ te xỉu luôn. Ôi con này mà cài vào cặp thì cứ phải gọi là quá đẹp. Rồi tiếp theo nè, lại một em ruby tiếp tục. Ôi trời ơi, đoạn này đáng nghe cái cần tưởng không rớt, ai ngờ rớt ngay một em thỏ vàng đáng yêu của tên như thế này chứ lị. Tôi vẫn chưa dừng ở đấy, là tiếp tục cái em ruby này xem là có được không. Ôi dồi ôi, đấy nãy giờ chiến thần cũng gấp gần 10 em ruby rồi đấy. Tiếp tục thêm một em nữa nè, trời có được không nào. Ố chào ơi, phải gọi là đỉnh cao nha, nữ hoàng gấp gấu mà không gấp được con nào ai gọi là nữ hoàng. Ôi dồi, tiếp theo em gà này, để xem một phát trúng liền. Ôi chà 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 chà. Này các bác thấy em là thần gắp gấu chưa? Ôi trời ơi, gấu mà toát hết cả mồ hôi luôn đấy các bà. Rồi bây giờ thêm một em nữa nè. Ôi dồi, cái em này cứng xỉu. Tiếp tục, trời ơi, tôi không nghĩ là tôi có thể gắp nhiều như thế. Nhưng mà lại thêm một em nữa. Rồi lại tiếp tục thêm một em nữa. Ôi trời ơi, tạm thời gấu nhỏ ngang đấy. Bây giờ chuyển qua gắp gấu to xem là có được em nào không nha. Lần đầu tiên thì rớt, nhưng lần thứ hai thì sẽ như thế nào? Lo. Ôi xời, em ấy xanh cứ phải gọi là đẹp nồng nàn. Rồi tiếp tục cái em Caribala. Ôi xời ơi, cầm mới vào một phát là được liền. Cái em vịt này là tôi rất mê nè. Ôi xời ơi, ngày đầu tiên là được một phát liền. Theo tôi đang canh me cái em túi sách này nè. Thừa nhận là nó quá khó luôn ấy các bà ơi. Khó gì thì khó, rơi vào tay của nữ hoàng thì chắc chắn là phải được rồi. Ôi xời, lại thêm một em nữa. Túi sách này phải cố gắng gấp hai cái chứ một cái là chắc chắn về, chúng nó giành nhau rồi, kiểu gì cũng đánh nhau thôi. Ôi rồi lại thêm một em vịt nữa. Phải thừa nhận chất liệu của cái em vịt này với chất liệu của em gấu ở đây quá là đẹp luôn mọi người ạ. À. Nên bước được gọi là quá đẳng cấp. Gấu của hàng là hàng hàng ấy chứ chả phải là gấu Trung Quốc đâu, nên là để mà gấp được một em như thế này là quý lắm ấy mọi người ạ. À. Ôi trời, lại thêm một em vịt nữa. Hôm nay một mình tôi đứng ở trong cửa hàng gấu nhảy như một con điên. Trời ơi, vì vui quá ấy mà mọi người cứ thử gấp được như tôi đi, rồi lúc đấy cảm thấy vui lắm, châm trô mọi người ạ. À. Đấy đấy, nhìn đống gấu, mọi người thấy hết hồn chưa? Like thêm một em nữa này. Sau gần 1 tỷ gấp gấu, đây là thành quả của tôi này. Chao ơi, hơn 20 con. Đôi vai này là có thật. Bây giờ không có túi, không có bi gì để mà đừng hết. Rồi ôm nguyên đống gấu này đi ra Daiso mua cái túi bỏ đem về nè. Chú rồi. Hôm nay mình đi gấp Caribala nè. Và đây là những con Caribala là mình gấp được nè. Đem về nhà cho Panny và Panpi nè. Panpi và Panny của nhà mình quá là thích luôn nè. Pipi cho Caribala ngồi xem Roblox nè. Hai bạn nhỏ lấy dây trang trí cho Caribala nè. Sau đó ru cho Caribala ngủ nè. Ui cha là yêu luôn nè. Đi công việc về trưa quá nè. Nên mình mua hamburger cho hai bạn nhỏ ăn nè. Khỏi phải nói hai bạn nhỏ nhà mình ăn ngon như thế nào luôn nè. Sáng sớm mình đi cửa hàng tiền lời nè. Rồi mình mua một hộp bánh Orion nè. Đem về nhà cho hai bạn nhỏ ăn bánh Orion nè. Rồi hai bạn nhỏ ăn chắc hết đầy mồm luôn nè. Ôi chao là bánh Orion ngon quá nè. Ăn béo béo rất là ngon luôn nè. Bây giờ mình hết làm nữ hoàng Orion nè. Để cho hai bạn nhỏ nhà mình làm công chúa Orion nè.
Ôi chao, cái tay nó bẩn chưa nè. Nhưng mà không sao nè. Sau khi ăn xong thì đi rửa tay nè. Các cô chú thấy con ngoan không nè? Chào sáng sớm tàu điện ngầm đông chưa nè? Người với người chen chúc luôn nè. Nhìn thấy người mà sờ luôn nè. Rồi đây là ngày hôm qua nè. Đi học về cô cho hai cái kèo nè. Nhưng mà Panty chưa ăn cơm nên không được ăn kèo nè. Còn chị Panty thì đã được ăn cơm rồi nên ăn kèo nè. Đi một đoạn thì sực nhớ là cô treo tranh ở cửa nè, nên lại quanh lại để quay nè. Và đây là tác phẩm siêu đẹp của Panny nè. Mọi người chấm xem Panny được mấy điểm nè. Cái kèo violon này ăn ngon lắm nè. Panny vừa múc vừa đi luôn nè. Được gọi là cái kèo dính miệng luôn nè. Ôi chao, là đi giữa đường gặp cô giáo nè. Cô hỏi cô đi đâu vậy nè. Đi thêm một đoạn thì gặp một bác ở trong cửa hàng tiền lời nè. Bác này hay cho kèo sô-cô-la ăn nè. Con đi đâu cũng có người yêu hết nè. Thế mà các cô chú cứ bảo là con không có ai yêu quý nè. Và bây giờ mẹ đã đến cửa hàng gấp gấu rồi nè. Thôi thì đi gấp Calibala nè. Và ngay đầu tiên thì đã gấp được một con nè. Ôi chao, là đáng yêu quá nè. Tiếp theo là tiếp tục nè. Tưởng là không gấp được nè. Ai ngờ lại thêm một con nữa nè. Ôi chao, là hai con rồi nè. Bây giờ lại tiếp tục thêm một con nữa nè. Có ba lô xinh chưa nè? Có ai mê Calibala không nè? Tôi có tới 20 Calibala rồi đấy. Ôi chao, lại thêm một con nữa rồi nè. Con này là con thứ tư rồi nè. Thôi không gấp nữa đâu, đi về thôi nè. Tôi mừng quá các bà ơi nè. Khoe với các bà là đây thành quả của tôi nè. Chứ nhà tôi còn có mấy phút thôi nè. Mà đã gấp tới được bộ cửa hàng hem nè. Bây giờ thì mua hamburger về nè. Rồi cho Nipi ăn trưa nè. Ăn hamburger bữa trưa ngon quá nè. Anny thì ăn hamburger bò nè. Còn Bambi thì ăn hamburger gà nè. Cả hai chị em ăn ngon lành chưa nè. Mẹ ngồi quay mà chảy nước miếng luôn nè. Cô chú có thích vlog một ngày như thế này không nè? Để mẹ quay tiếp nè. Bồ mấy bà thích toxic lắm à? Hay sao mà cứ 6677889910120 rồi là mát mát hâm hâm điên điên khùng khùng. Nói chung mấy bà nói cái gì tôi không hiểu cái gì hết. Tôi đáng yêu dễ thương như thế này mà mấy bà cứ toxic làm gì nhở? Rồi, câu chuyện là hôm nay tôi đi gắp gấu và đây là thành quả tôi gắp được nè. Trời, cứ phải gọi là hả? Quá đỉnh, quá đỉnh, quá đỉnh. Con như chơi như các bà mà toàn gấu xinh, gấu đẹp, gấu yêu thôi. Rồi, khoe với các bà đây. Hôm nay thì hai chị em ngủ dậy rồi ngồi uống sữa ngoan ơi ngoan. Chúc mừng sinh nhật ông ngoại vui vẻ, ăn cơm nhiều vũ để mập để chơi nhiều và con được. Chúc mừng sinh nhật ông ngoại. Hôm nay là sinh nhật của ông ngoại nè, hai chị em từ nói lời sinh nhật chúc mừng ông ngoại đấy. Chẳng cần chỉ cho mà nói tiếng Việt cứ như là đúng rồi luôn, mà lại còn giọng Huế nữa, yêu ơi là yêu luôn. Sáng sớm Panpi vì dậy sớm nên vẫn còn ngáp đấy này, thương ơi là thương luôn đó. 6 giờ sáng đã dậy rồi. Vì Panpi nhà tôi được huấn luyện ngủ sớm và dậy sớm nên là đã thành thói quen rồi. Tuổi là Panpi đã đi xe bus đi học rồi nên cái chuyện đi xe bus đi học là quá bình thường của Panpi luôn. Ngày đầu tiên đến lớp vẫn đi xe bus đi học rất là tự tin. Hôm nay thì tôi có công việc nên tôi phải đi ra ngoài rất là sớm nè và ghé tới cửa hàng tiện lợi mua một cái xúc xích để ăn này. Sáng sớm nên tàu điện ngầm đông ơi là đông luôn. Và dưới tàu điện ngầm thì cũng có cửa hàng tiện lợi 24 giờ mọi người nha. Rồi bây giờ là cây xúc xích của tôi đã cho vào lò vi sóng rồi. Ăn thế nào? Ngon quá mọi người ạ. À. Nào mà thích ăn xúc xích mềm mềm béo béo thì mua loại này nha. Loại này hình như người ta cho nhiều mỡ hay sao, nó rất là mềm luôn. Ở bên trong còn rất là ẩm nên ăn cũng khá là ngon đó mọi người. Khi đi công việc về thì tôi ghé vào quầy gắp gấu nè. Cái đầu tiên là tôi đã gắp được một em X rồi. Và đây là con thứ hai nè mọi người. Á à, chà chà, cuối cùng sau khi gắp được hai em X thì tôi nghĩ là tôi sẽ đi gắp một cái con khác đây. Và con tiếp theo là một em vịt. Trời ơi, em vịt này cực kỳ đáng yêu luôn. Nghĩ là khó gắp nhưng mà ai ngờ ngay đầu tiên là đã gắp được rồi nè. Tiếp theo đây là một túi xách hình con cún con với chất liệu lông cực kỳ mềm và rất là cute luôn. Khi mà tôi đang gắp như thế này thì ông chủ ông đi vào và ông đang thả gấu vào ở đằng trong này. Ơi, vì ông thấy tôi gắp dễ dàng quá thế là ông đem những cái con gấu này qua một tủ khác rồi ông ẩn những cái con cún con này xuống phía dưới để người ta khó gắp hơn này. Trời đất ơi, thế mà cuối cùng tôi qua đây rồi tôi gắp được thêm một em cún nữa này. Đấy, làm sao đâu rồi tiếp tục thêm em nữa này. Các bà biết sao không? Ngay khi có ông á là tôi bỏ tôi đi, rồi đợi khi mà ông đi rồi tôi mới vào tôi gắp tiếp, chứ nếu không á ông chỉnh cần cho mà khỏi gắp luôn đấy. Nói chung là chơi cái trò gắp gấu này là phải canh me lúc mà chủ không có, chứ chủ có là lúc đấy khó chừng mà gắp được lắm các bà, bởi vì người ta chỉnh cần rồi. Rồi sau khi mà gắp được 10 con gấu rồi là tôi đi chờ này các bà. Ở đây thì mực và bạch tuộc siêu là nhiều luôn. Người già và lớn tuổi mua ở đây cực đông luôn ấy các bà. Ở Hàn Quốc mình như là Việt Nam luôn. Ở đây có bán tai mui mép rồi lưỡi này rồi lòng heo này, y như là Việt Nam luôn. Rồi tôi ghé vào tôi mua một cái tai heo rồi mua má heo rồi mua thêm cả cái mồm heo để về cho Pampi của nhà tôi mê lắm, mê nhất là cái tai heo.
theo luôn. À, con cá này là cá gì hả các bà? Tôi thấy ngon quá rồi, tôi mua một con về. Công nhận là kho lên ngon kinh khủng luôn. À, ở Hàn Quốc làm cá kỳ lắm, người ta không cào vẩy cho đâu các bà ơi. Thế là mất công, tôi ngồi tôi phải cào vẩy. Được cái ăn ngon nên là cũng ok luôn ý.